Hello, everybody. Hi. Hi, guys. Hi, everybody. Have you guys had dinner? All have dinner? Yes. Good job. Good job. Hello, guys. Hello, everybody. Hello, teacher. Hi, guys. Hello. Hello, teacher. Yes. Hello, great to see you guys today. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi, guys. Hello, teacher. Yes, hello, everybody. Hello, everybody. Ah, you have to say Miss, not Mr., okay, Had? If it is Mr., I will be a boy. I am a gentleman. Ah, you are eating? Okay. Hi, yeah, just like Tom, you have to say Mr., okay, Han. If you say Mr., it's me, I'm a man. Ooh. Ủa, chị được rồi, nhắn tin con hai lần. Yeah, good job. Con nhắn tin chào cô giáo. Cô là, ừ, chào con. Chào hai. Hello, yes. Chào Han. What are you eating? What are you eating? What are you eating, Joe? You eating rice? You are eating rice? Yes, đang. Yeah, today we're gonna play game. Aha, yeah. Nếu mà bạn mọi người muốn cô không 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 khóa chat thì các bạn phải không được nhắn bậy, đúng không? Các bạn không được spam nè, không được nhắn bậy thì cô mới không khóa chat được. Yeah, I know. Today we're gonna play the game. Have you guys seen my screen? Các bạn nhìn thấy màn hình của cô chưa? Can you guys see the screen? Yes. Oh yeah, yes. Good job. So you guys remember this is the game, right? Nhưng mà mọi người đợi một xíu. So this is the first game. This is the second game. Today we're going to play about adverbs of frequency. There will be 20 questions, but just wait a little bit more, okay? Wait for your friends to join in. Okay, let me say something right now. Hello, me. Yeah, hi, guys. Hello, everybody. Okay, so this morning I just catch a cold. Yeah, I just catch the cold this morning, so my voice maybe sound a little bit weird. Maybe you guys gonna find it's really hard to listen to me. Có thể là các bạn sẽ thấy cô, giọng cô nghe hơi khó một xíu tại vì cô đang bị cảm lạnh. Cho nên là có thể các bạn sẽ thấy giọng cô nói hơi khó nghe một xíu nhưng mà cô sẽ nói slowly. Okay, I will try to speak slowly. Okay. I am fine. Thank you so much. And you guys know that in our class, there are two super kids, right? The Moonlight, I think you guys know who, right? Congratulations to Zhang and Dang. Wow, you guys are the super kid in the super kid Moonlight. Congratulations. Do you know what is your prize, Zhang? What is your prize? Do you know? Real cash, right? How many money? Do you know? You have much money. You know that you have money, right? Yeah, 5 millions. You guys know 5 millions. What are you gonna do with 5 millions, Zhang? What are you going to do? And your brother too. What will he do with how much money for your brother? He has 500,000, right? 500,000. Yes. Yeah. No, what he is going to do with that? Do you know what you're gonna do with that money? You're gonna give it to your mom. You're gonna give the money to your mom first, right? Yes, I want to give it to my mom and dad. Gonna give the money to your mom and your dad. What about you, Dan? What about you? What are you going to do with the money? I'm very surprised. I save it. Ah, you save it. Okay, you save it. Put in the piggy. Do you have the piggy? Yes, I have. How much money? How much money in that piggy? I don't know. Yeah, you haven't count, right? You haven't count. You only put the money inside. Yeah, I think you will have a lot of money, right? With 500,000, right? 500,000 Vietnam đồng. You will have a lot in that piggy. Congratulations, you both of you. Well done. Good job. I really like both videos. Cô xem hai video nào cô cũng rất là thích nữa. Video của Đăng cũng vậy. You film in the garden. Wow, very beautiful, I have to say. Congratulations to you all.
Congratulations to, yeah, chúc mừng các bạn, đúng rồi, congratulations. You can say congratulations when you want to congratulate someone. Just like teacher Guang, you can say congratulations in English. That is how you say congrats to someone in English. Okay, guys? Well done, Dang and Zhang. So I think we can start our game today, right? You guys have played this game before. You guys have played this game before. So I think that you guys know how to play it, right? So now we're gonna play this one. I actually already have. Now I will have to send the link in the chat box. And remember, only 60 players can play. There will be 60 players can play. So try to be fast, okay? Try to be fast. Các bạn nhớ là mình phải thao tác ở nhanh. Có thể là lớp của mình, ví dụ, for example, our class has 65, right? 65 people. But there will be only 60 people can play the game. And how can you guys name yourself? You guys can name your real name, okay? Your real name and your class. Các bạn nhớ là ở đây cô muốn mọi người đặt tên của mình và lớp của mình nha, okay? Và các bạn nhớ là chỉ vào một link thôi. Các bạn chỉ cần bấm một link một lần là được rồi. Không cần phải bấm hai lần đâu. Các con bấm vào đúng một cái link đấy là được. Không cần phải bấm hai lần. Today we're gonna play a different game mode. Okay, have you guys seen the screen? Have you guys seen the screen? Bây giờ cô sẽ cho các bạn cái link nha. Okay, I copy the link. Look, I copy the link. Okay, I put in the chat box. You guys don't have to fill in the ID, but if you guys need to write down the ID, here's the ID. Okay. Như vậy là cái link này thật chất là các bạn cũng không cần bấm ID đâu. Nhưng mà nếu mà bạn nào bấm vào mà nó lại yêu cầu ID thì các bạn cứ bấm cái mà cô vừa gửi đó. 220977. Đây, one player already. Very fast. Good job, guys. Good job. Good job, Quang and Han. Yes, good job. Nếu mà các bạn sợ bị trùng tên thì các bạn có thể đặt tên mình giống như là Đăng Ngân Băng này, Minh Quân này, đặt tên mình hai, đặt tên của mình hoặc là họ và tên cũng được. Ví dụ như Tường Vi cũng được. Tường Vi, yes, good job. Very fast, you guys are very fast today. Good job, guys. Okay, wait guys, I will share my screen again. Okay, I'll share my screen again. Do you see my screen? Duy, anh Duy, do you see my screen? Duy có nhìn thấy screen của cô không? What about you, Giang? Do you see my screen? Con nhìn thấy màn hình của cô không, Giang? Cô vừa share lên rồi đó. Okay. 27:29 already. Very fast. Good job, guys. Well done. Okay, let's wait for your friends, okay? I will say one more time. Just need to click on the link. You guys just need to click on the link right here. One more time. Click on the link. And if it's required an ID, you guys gotta put this one in the box. Okay? Thực ra thì cái link này là đã có bao gồm ID rồi. Nên các bạn thực ra không cần bấm ID đâu. Nhưng mà nếu lỡ nó có yêu cầu thì các bạn cứ bấm cái ID mà cô gửi vào á là được à. Không có gì hết. Và thực ra các bạn cũng thấy là lần trước mình chơi, nếu mà mạng của bạn nào mà bị yếu quá thì mình khi mà vào trò chơi thì cũng hơi khó chơi, đúng không? What's wrong, Zhang? Do you want to ask anything? Yes, Zhang, what's wrong? Ô, con nó kết báo hả? Nó không có trò chơi nào trên ID này. Really? What's wrong? Có nghĩa là con bấm vào cái link rồi, nó không hiện ra hả? Đâu cô bật, cô bây giờ cô bấm thử giống Zhang. Cô bấm thử đi. Bây giờ cô cũng bấm vào cái này. Cô đã copy cái link rồi nè. Bây giờ cô bấm thử nha. Để coi cô có bị giống Zhang không? Các bạn chỉ cần copy cái link vào trong cái web, đúng không? Rồi nó sẽ hiện ra. Cô vào được nghe Giang. What's wrong? I can enter my nickname. I can enter my nickname right here. Giang thử bấm lại cái link một lần nữa nha. Con thử bấm lại. Ở đây cô làm được nè.
cô cũng bấm vào rồi nó thể hiện ra cái phần enter nickname liền luôn. Nhưng mà nó không ra được cô. What's wrong? I don't know what's wrong. Nếu mà nó không ra được thì bây giờ Giang thử thao tác thế này cho cô. Con bấm vào cái link này là cái link trò chơi thôi. Con search cái này ở trên cái Google của mình rồi mình bấm thử cho cô xem nha. Đây. Đây, con bấm vào cái link này. À, con search cái trò chơi này đi, booket.com á. Ha, à, con search thử. Rồi mình sẽ bấm gọi là mình bấm thủ công luôn đó. Con bấm thủ công, bấm ID vào thử xem. Nếu mà bạn nào cũng bị giống như Giang là không bấm được cái link á, nó hiện ra là không có, thì tụi con cũng bấm vào cái web thứ hai mà cô gửi đó, nó chỉ là booket.com. À, sẹt play thôi. Thì tụi con chỉ cần bấm như vậy thôi. Sau đấy thì tụi con sẽ phải tự bấm ID vào. À, tụi con sẽ tự bấm ID vào. You can look like, ví dụ mình search ở trên web nè, booket. Nó sẽ có cái play booket đúng không? Play booket thì mình bấm vào play nè. Mình bấm vào cái play. À, thì nó sẽ hiện ra ID. Thì tụi con sẽ search cái ID mà cô vừa gửi vào. À, tụi con sẽ bấm cái ID mà cô vừa gửi vào. Đây, cô copy lại cái ID này. Đấy, rồi cô copy vào đây. Đấy là cô sẽ ra được đó. Đã Giang làm được chưa? Can you do it? What's wrong? Con thử tắt web hoặc là con làm tắt web rồi mình vào cái web đó lại thử xem sao. Tắt luôn cái ví dụ con lên bằng web á, con tắt cái web đấy rồi con mở lại thử. Nãy giờ cô làm thủ công là cô làm được nè, nên Giang xem lại thử nha. Có thể là do mạng của mình đó. Already. Let's wait for a little bit. There are 65 people in our room, right? Where are you guys? Where are the other people? Tell me in the chat box what's wrong. Còn bạn nào gặp vấn đề nào giống như hồi nãy giờ cô làm là giống như Giang là Giang không vào được cái link cô gửi đúng không? Thì cô đã kêu Giang là phải làm thủ công đó. Thì bạn nào cũng gặp vấn đề giống như Giang thì các bạn cũng làm thủ công giống như vậy nha. À, ví dụ như Minh Châu có vấn đề đúng không? What's wrong Minh Châu? What's wrong? Do you have any problem? Thôi, yes. ID thì nó như thế nào để cô nhập con không có được. Con bây giờ con nhập tay á, thì có thể là nó sai con nhập nè. Bây giờ cô đọc con nhập nè, 220977. Con nhập được chưa? Con vào ba máy hả? Các bạn chỉ vào một máy thôi nha mọi người. Con vào một cái thôi. Ok. À, mình con không start. Vào ba máy thôi. Cô đang nói các bạn khác, có bạn nói đó. Bây giờ cô gửi link lại nha. Bây giờ các bạn cứ làm thêm cái link. Ở đây có rất nhiều bạn đã làm được nè. Bây giờ các bạn cô phải khóa chat để cô gửi cái link. Cái bước tiếp theo là mình chưa chơi mà mọi người. Mình vẫn chưa chơi nha. À, ở đây là tụi con chỉ mới vào cái phòng đợi thôi. Cô chưa bắt đầu chơi nha mọi người. Bạn nào mà nãy giờ tưởng là mình đang chơi ấy, thì thật ra mình chưa chơi nha các bạn. À, đây cô. Đây các bạn nhìn nè. Có cái link ở trong cái chat box. Các bạn chỉ việc bấm vào cái link. Bây giờ cô làm thử cho mọi người xem luôn. Bây giờ cô copy cái link này nè. Cô copy cái link thì cô bấm. Ví dụ ở đây là cái web cô đang xài đúng không? Thì cô bấm. Cô dán và truy cập cái link. Thì cái link cô vừa gửi là thực ra không cần bấm ID gì hết. Đấy, các bạn thấy không? Nó tự có sẵn ID. Cô chỉ cần làm gì? Enter nickname. Bây giờ cô enter thử. Cô enter thử nè. Đây, các bạn thấy nha. Cô enter thử nè. Tôi không có vào được. Có thể là do mạng của mình đó. Tại vì ở đây là cô đã thấy là mọi người đã vào được rồi đó. Cho xem lại thử cái mạng của con như thế nào. Đấy. Ở đây là các bạn full rồi nè. Các bạn gần full rồi nè. À, như vậy là một người chỉ được xài một cái avatar thôi. Thì ở đây các bạn sẽ waiting for the host. Có nghĩa là các bạn phải đợi cô bắt đầu game đó. Các bạn phải đợi cô bắt đầu trò chơi. À, guys have to wait. Ok. Mình yếu rồi.
Đấy, các bạn thấy là rất đơn giản, chỉ cần bấm vào cái link. Các bạn chỉ cần bấm vào cái link là được rồi đó. 51 players, 51 players. Còn bạn nào có vấn đề gì? Ví dụ Thảo, con có vấn đề đúng không? What's wrong with you? Con có lúc mà con nhập đúng ID thì nó bảo là không tìm được ID và thả ID nó không đúng ạ. Ừ, nói vậy thì cô cũng không biết làm sao luôn. Bởi vì cái ID là nó như vậy thì con chỉ cần nhập vào y chang là được rồi đó. Ví dụ hồi nãy cô có làm cho Thảo xem đó. Nên vậy nên cô sợ là không biết là do mạng hay là vấn đề gì nữa. Bây giờ cô xóa tên cô đi. Bây giờ ở đây nè, bây giờ cô hướng dẫn lại là hồi nãy là đây là cái mà đây nè. Ví dụ đây là mình vào cái nút get bình thường đi. À, ví dụ mình đang vào một cái nút get bình thường đi nha. Các bạn cần phải bấm ID đi. Thì các bạn bấm y chang như hồi nãy cô nhắn vào trong cái group. Có thể là mọi người chưa để ý đúng không? Thì cô nhắn lại một cái nữa nè. Đây, ở đây các con nhìn thấy nha. 220977. À, 220977. Bạn nào cần phải bấm ID thì bấm như thế này cho cô. 220977. Bấm sát vào, không cách ra gì hết. À, mình cứ bấm y chang như vậy cho cô. 220977. Ừ, cô xem thử xem. Đấy, là nó vào được ngay. Thì tụi con chỉ cần enter nickname. Vào có nickname rồi thì mình sẽ đợi một xíu. Mình đợi waiting for the host. Các bạn sẽ thấy cái dòng waiting for the host đúng không? Có nghĩa là mình phải đợi. Cô vẫn chưa bắt đầu trò chơi. À, I haven't started the game yet. I haven't started the game. 53 players already. Bây giờ cô đang đợi cho các bạn nào mà đang gặp trục trặc gì thì các bạn vào thử. Một xíu nữa, các bạn đợi một xíu nữa nha. Wait for about 3 more minutes, okay guys? 3 more minutes, then we're gonna start the game today. Ừ, 3 phút nữa thì mình sẽ bắt đầu trò chơi nha. Bạn nào mà vẫn chưa vào được thì các bạn vào thử lại cho cô nha. Hoặc là tụi con xem lại cái mạng của mình. Có thể là do cái mạng của mình nữa đó. Ví dụ như lâu lâu các bạn thấy cô cũng hay bị lắc mạng đúng không? À, có thể là do mạng của mình hôm nay có vấn đề. Cho nên là nó sẽ có nhiều bạn nhiều khi vẫn vào được game nhưng mà hồi nữa các bạn chơi không được đúng không? Hồi lần trước cũng vậy. Có nhiều bạn là vào được game rồi nhưng mà lúc chơi thì lại không chơi được. À, do là cái mạng của mình lắc đó. Let's wait for 3 more minutes. Bạn nào lại vào được rồi thì tụi con đợi các bạn mình một xíu nha. Bạn nào vào được rồi thì tụi con đợi bạn mình một xíu. Ví dụ Hải Minh này, con đang có tới 2 nick lượng nên cô xóa bớt một nick nha. Bởi vì mình chỉ cần một nick để chơi thôi. Hải Minh, are you here? It is you, Minh. Có phải đây là của con không? Minh. Cô vừa mở mic cho Hải Minh nè. Hải Minh nói cho cô biết là Hải Minh dùng cái nick nào nè. Hình như Hải Minh vừa out một nick rồi đúng không? Các bạn dùng một nick thôi nhé. Mình dùng chỉ cần một nick là được rồi. Ok, một nick là được rồi nha mọi người. What about you, Giang? What about you? Ở đây cô thấy các bạn giống nhau quá nè. Đây là Giang nào? Đây là Giang nào? Bây giờ mình xài nick nào thì mình sẽ dùng một cái thôi nha mọi người. Ở đây cô thấy có nick giống nhau nè. Các bạn, rất là nhiều bạn Giang ở đây. À, Hoàng Giang có cái nào của con không? Có cái nào là của Hoàng Giang không? Vậy đây là bạn Giang nào nhỉ? Nếu mà cô thấy giống nhau thì cô sẽ xóa một cái nhá. À, Hương Giang, Hương Giao, yes. Something. Is there any problem, Giang? Nên con vào 5 lần nó cứ bị thoát ra à. À, có thể là, thế đây có phải là nick của Giang không? Vâng, con vào 5 lần xong rồi nó cứ thoát ra xong rồi lại mất nick rồi. À, như vậy thì bây giờ cô xóa lại hết 5 cái này. Bây giờ Giang thử vào lại cho cô nha. 5 cái này là của Giang hết đúng không? Vâng ạ. Ok, bây giờ Giang làm lại theo các bước. Là hồi nãy con vẫn bấm cái link được đúng không? Bây giờ Giang thử lại cho cô xem nè. Con bấm vào cái link. Con kiếm lại cái link, con thấy cái link rồi. Đấy, cái link cô vẫn còn. Ừ, rồi, con bấm vào thử xem. Con bấm vào rồi. Ok,
Rồi Giang thử coi có enter được chưa? Enter nickname. Ừ, mình enter nickname thử cho cô xem. À, như vậy có nhiều bạn sẽ gặp trường hợp là mình vào rồi nhưng mà mình bị out, mình bị văng ra đúng không? À, cô nghĩ là do mạng của mình đó, có thể là do mạng của mình đó. Ơ cô ơi, con cho con qua nào. Con vào được chưa? Yes. Con vào rồi nhưng con không có hình nào ạ. À không có. Ủa mình không có hình thì có sao không ta? Cô xóa hết nick của Giang rồi đó, cô xóa hết nick của Giang rồi đó. Nếu mình không có hình thì sao ta? Cô cũng đang thắc mắc là nếu mà mình không có hình thì sao? Hình như nếu không có hình thì con cũng không cần đúng không ta? Ví dụ các bạn ở đây là các bạn có màu nè, thì có phải là do các bạn không chọn được hình đúng không? Hình như là mình không chọn được hình là nó sẽ cho mình cái màu đúng không Giang? Màu có màu đỏ. À đúng rồi, ok. Như vậy là mình có thể là do cái này nó không đủ hình cho mình. À, có nghĩa là nó chỉ có vài hình thôi, cho nên là bạn nào vào sớm thì bạn chọn hình. À, còn mình không vào được thì mình sẽ phải có lấy cái màu. Ừ, không sao hết. Ok, good job Giang. Như vậy là Giang vào được là ok rồi đó. Ok, how many players? 56. 56. À, cô gửi link ở trên rồi đó. My, con nhìn lên trên kìa. Con có thấy cái link cô gửi không? Ngay phía trên, My, chúc My nhắn cho cô là cô đã gửi cái link rồi đó. Bây giờ cô vẫn gửi link lại cho My một lần nữa nha. One more time, guys. Last time nha. Lần cuối nha mọi người. One last time. Cô gửi cả link lẫn cái ID rồi đó. Mọi người cứ bấm vào cho cô. Bấm vào là enter nickname là được rồi. Các bạn cứ đợi. Enter nickname thì là mình chưa chơi. Mình vẫn chưa chơi nha mọi người. Bạn nào mà nhầm là nãy giờ mình chơi rồi. Thực ra là mình chưa chơi nha. Bo bị vào bằng ba nick hả? Như vậy cô xóa bớt nick của Bo nha. Bo, nick của Bo tên gì? Con cho cô xem những cái nick của Bon. Bon xài nick nào cô? Tom. Như vậy bây giờ Tom, bây giờ con xài nick nào để cô xóa bớt nè. Bây giờ con xài nick nào? Bon đang xài nick số mấy? Tom 3. Tom 3 con có đang xài không? Con có đang xài Tom 3? Tom 3, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ con cho cô biết là con xài nick nào đi. Rồi cô xóa bớt cái nick đấy. Bây giờ cô sẽ xóa bớt Tom 3 nick. Ở đây cô thấy có Tom 3 rồi nè. Cô vẫn thấy 2 nick thôi. Thế cô sẽ xóa bớt Tom 3. Ok, Tom. Đây. À, bây giờ con chỉ cần vào cái Tom là được nha. Rồi mình sẽ bắt đầu rồi nha mọi người. We almost start the game last time. Ok, bạn nào vẫn chưa vào được thì tụi con cố lên vào nha. Hải Minh cũng có hai nick nè. Hải Minh xài nick nào? Bạn nào mình có thể bật camera được thì mình sẽ bật camera nha. À đúng rồi, đôi khi sẽ có bạn mình cái hình out ra. Ở đây thì các con phải cầm nhập email hả? Tại vì cô có sẵn email này cho nên là cô cũng không rõ về cái việc là có cần phải nhập email không. Nếu mà tụi con cần nhập email thì tụi con thử hỏi mẹ xem mẹ có email nào hay không. Ừ, thầy nói là không cần nhập email đâu các con. À, như vậy là chắc không phải là không cần nhập email đâu kìa. Mình không cần phải nhập email. Các con bấm vào link thầy vừa gửi đó. Các bạn bấm vào link thầy vừa gửi là được rồi đó. Two more minutes. Bây giờ cô đếm giờ thật sự nha mọi người. Bây giờ cô đếm giờ nè. Two more minutes. Ok. Bây giờ cô bấm thời gian. Cô đếm giờ luôn nha. Cô đếm đúng 2 phút nữa thì mình sẽ bắt đầu nha. Để cho các bạn nào hồi nãy giờ là mình đợi là mình có thể được chơi rồi nè. We're gonna start the game, okay guys. À đúng rồi, các bạn đừng có ấn vào login nha. Đúng rồi, không phải là login nha. Nếu mà bạn nào bấm vào cái link thủ công á, có nghĩa là các bạn bấm cái lookup rồi các bạn search ở trên mạng á, thì mình chỉ bấm vào cái chữ play lookup á. Tụi con search là play lookup. À, chứ đừng có bấm login nha. Login là ví dụ như cô nè. Cô phải login để cô tạo ra cái game cho tụi con thì cô mới phải login. À. Mình đã được 40 giây rồi nha mọi người.
các bạn cố gắng, mình chỉ có bao nhiêu đấy bước thôi. À, chúng ta chỉ có vài bước như vậy thôi, cho nên là bạn nào mà không vào được thì tụi con xem thử cái mạng của mình nè, cái mạng của mình, hoặc là tụi con có thể là out cái web đây ra rồi mình mở cái web lên lại một lần nữa. Ừ. Chứ ở đây là đa phần các bạn đã vào được rồi nè. Nick mèo của con là nick nào Bo? Để cô xem lại. This one? Is it this one? Ừ, Bo chỉ có một cái nick đấy thôi đúng không? Cô thấy hình như có mỗi cái Tom đấy thôi đúng không? Ok, 30 more seconds guys. 30 giây nữa là cô bắt đầu game của mình luôn nha. Ok guys, are you ready? À đúng rồi, nếu mà được 60 người là mình sẽ không vào được nữa. Như cô có nói ban đầu đó, à, game này người ta chỉ cho chơi được 60 người thôi. There are only 60 players can play the game. Ok guys, let's start the game. Ok, let's start the game. Guys, get ready. I'm gonna click start right now, guys. I'm gonna click start. Ở đây là mình sẽ có 7 minutes to play. Bạn nào có nhiều goal nhất sẽ thắng. À. Ở đây thì các bạn có thể thấy là người ta kêu mình là answer the questions, collect gold. Mình thậm chí còn có thể steal from other nữa. Mình có thể lấy vàng từ người khác nữa. Ừ. Đấy, khi là được 100 vàng rồi đó. Đấy. Thì ở đây thực ra là cô không có bấm vào chơi nên cô không rõ cái luật ở bên trong. Nhưng mà cô nghĩ là nó cũng dễ hiểu mà đúng không? Giống như lần trước vậy, những cái power up cô nghĩ cũng... Đấy, Hải Đăng just stole 25 gold. À, đấy, thì các bạn chơi rồi, các nữa lát nữa Đăng chia sẻ cho cô thử nha. Lát nữa Đăng cho cô hỏi về cái cách chơi thử nha. Swap gold nè, ở đây còn được đổi vàng với ai đó nữa nè, cô thấy Bách vừa làm nè. Bây giờ cô sẽ mở nhạc cho mọi người chơi nhé. Wow, a lot of gold right here, guys. Boy is the first place. Wow. Hmm. Now just swap gold. Wow. Now Bat is first place. You guys try to swap gold with the person with the most gold, right? Try your best, you guys. Try your best, okay? Hmm. Phương Anh just swap gold with that, so you are in the first place. Now Wong Pro is the first play with 312 gold. Fulan just swap gold again. Wow. You guys still have 4 more minutes, okay? 4 more minutes. The first play now, Dang. And now I'm just swap, right? Try your best, everybody. Try your best to answer the questions, okay? Try your best to answer the questions. Thank you.
minutes, guys. Try your best. We haven't known who will be the first person, in the first place, right? Try your best, guy. Try your best. Wow, now Minh Quân just swap and you just got the first place. Guys, 2 more minutes. Remember to pay attention to the time, okay? Các bạn nhớ để ý cái thời gian của mình luôn nha. Wow, Ngân. You have 25,19,000. Oh, that's a lot. Wow, now Ngân is the first place. Now Ngân is in the first place. Ở đây vì vẫn có một vài bạn không chơi được, cô nghĩ là không chơi được đúng không? Cho nên là mình không có câu. Have a lot of gold, right? Ah, now Đặng Phong is in the first place. 40 seconds, guy, 40 seconds. 39, 38. Let's see who's gonna be in the top one. Who's gonna be in top one? 25 seconds, guys. 25. Wow, Andy. What? First place. 20 seconds. 4, 3, 2, 1. Let's see who is the first. Congratulations, you have 56,000 gold. Wow, that's a lot of gold. Let's see. Let me view a little bit. Wow, congratulations, Đức Tiến. I want to ask Đức Tiến, okay? How can you play the game? Okay, Tiến, can you turn on your mic? Can you turn on your mic and tell everybody? Con chơi như thế nào? Con thử nói các bạn thử xem nè. Khi mà cô start rồi, cái trò chơi nó hiện ra như thế nào tí? Yes? Con chơi thì được 6.000 vàng hoặc mấy nghìn thôi thì có thể đổi được ạ. À, là mình người ta sẽ hiện ra những cái lựa chọn cho con đổi hay là như thế nào? Lúc con chọn được cái đổi vàng. À, con được chọn bạn để mình đổi đúng không? Yes. Thì con lấy bạn nhiều nhất. À, đúng rồi. Như vậy khi mà Tiến trả lời là câu hỏi nó sẽ hiện ra rồi con cứ bấm câu trả lời của mình đúng không? Vâng ạ. Rồi tí nữa cứ vài câu thì nó cho con swap, nó cho con đổi hoặc là cho con lấy của người khác đúng không? Vâng ạ. À, ok. Good job. Thank you Tiến. Wow. Phút cuối là con swap với bạn nào rồi con được first place đó. Ngay khúc cuối là Tiến được đổi đúng không? Ngay khúc cuối là Tiến được đổi luôn cho nên là con lên hạng nhất luôn đúng không? Yes. Không ạ.
Tại vì lúc đầu là cô nhớ là gần vài giây cuối cùng thì cô nhớ là cô thấy một bạn nào khác đấy. Xong rồi vừa kết thúc game là Tiến là first place đó. Khúc cuối là Tiến đã bứt phá và lên first place. Wow, congratulations, you are the winner of the game today. Well done, Tiến, well done. Tiến có nhớ là con, Tiến có nhớ là con trả lời đúng được bao nhiêu câu không? Con có trả lời đúng được nhiều không? There are 20 questions. Có phải là câu hỏi sẽ được lặp lại đúng không Tiến? Lặp lại, con thấy chỉ được lặp lại 2 lần thôi ạ. À, đúng rồi, tại vì chỉ có 20 questions, right? Bởi vì có 20 câu mà cô nghĩ là trong vòng 7 phút. Hình như cô nhớ là game của mình là 7 phút đúng không? Thì cô nghĩ là mấy cái câu nó phải lặp lại. Mấy cái câu nó phải lặp lại. Chủ yếu là thời gian, đến cái thời gian cuối cùng là điểm của mình là tổng lại là bao nhiêu. Như vậy các bạn thấy ở đây. Ok, thank you Tiến so much. Thank you, congratulations, ok. Well done. So there are 61 players, right? And you guys have 620 incorrect. Có tới 620 lần các bạn trả lời không đúng. Và there are 568 correct. Như vậy là khoảng một nửa đúng không? Một nửa, một nửa. Ok, bởi vì mỗi câu thì cô cho các bạn tầm 10 second. Mỗi câu là khoảng 10 giây để các con trả lời. Bây giờ cô thử mời. Hồi nãy cô thấy, để cô xem thử bạn nào không trả lời được câu nào, xem thế nào. Ok, cô hỏi Nhi nhé. Hình như lần trước Nhi cũng chưa chơi được đúng không Nhi? What's wrong, Nhi? Tell me what's wrong with you in the game. Tell me what's wrong. Dạ. Trong game thì con bị gì mà con không trả lời được câu nào à? Con không, nó không hiện ra game cho Nhi chơi hả? Không ạ. Là do con bị nhầm ạ. Con bị nhầm cái gì? Con bị nhầm cái gì? Trả lời nhầm á hả? Con bị trả lời nhầm à? Nhưng mà con có chơi game không? Con có trả, con vẫn chơi được đúng không? Vâng ạ. Ok, ok, it's ok Nhi. Ok, just try to do slowly. You have 10 seconds, right? Just need to do it slowly. Mình cứ có 10 giây đấy, con cứ từ từ, mình ráng, mình trả lời đúng. Ok, nhưng mà Nhi chơi được là cô rất là vui rồi đó. Thank you Nhi so much. What about, còn bạn nào ở đây, cô mời thử Trúc My nha. Hình như là các bạn, Trúc My có không vàng, có nghĩa là con bị cướp đúng không? Hình như cô nhớ ban đầu Trúc My có rất là nhiều gold mà đúng không? Có phải là con bị cướp đi không? Yes, Trúc My. Is this you? Dạ cô ơi, cái này đâu phải của con. Cái của con là hình con nhím mà cô. Really? Sorry. Như vậy chắc là trong lớp mình có một bạn Trúc Nhi nữa đúng không? Nè. Ok, như vậy để cô mời thử một bạn. What about Thủy? Is this you, Thu Thủy? Is this you? Is this you? Có phải cái Thủy này là của Thủy không Thủy? Có. Cái này có phải của con không? Cái này có phải của con không? Con bị ở đây các bạn bị left early. Có nghĩa là con bị out ra đúng không Thủy? Không ạ, tại vì nhà con mất điện nên nó bị. Đúng rồi, như vậy là bị mất điện cho nên là con ở đây người ta có ghi là con left early là con rời đi sớm đó. Như vậy là do mình mất điện nên mình bị rời đi đúng không? Lúc sau là Thủy có vào lại được nữa không? Con có vào lại được nữa không? Con có thử vào lại không? Như vậy con có được chơi không? Can you play the game? Không ạ. Như vậy là mình phải vào đúng không? Như vậy là do Thủy bị mất mạng. Không sao hết, lần sau là Thủy sẽ được chơi. Không sao hết nha. Ok, good job. Cô thử hỏi một bạn khác. Ở đây Hải Đăng hồi nãy cũng là trong top đúng không? Cô nhớ Hải Đăng hồi nãy cũng được top 1 nè. Có phải là Hải Đăng bị cướp đúng không? Let me ask you. Cô nhớ là Đăng có được này đúng không? Ở đây người ta có để phần trăm mình trả lời đúng nữa nè. Is this you, Đăng? Is this you? Where are you? This is you, right, Đăng? This is you, right? Đây có phải là Đăng đúng không? Yes. Yeah, so you have 76 correct. Yeah, nhưng mà Đăng bị cướp đúng không? Đăng bị bạn cướp hết kèm. Như vậy, you're not very lucky. You're not very lucky today, Đăng. But it's okay. Như vậy là ở đây các bạn không vàng là do các bạn bị cướp cũng nhiều nè. Rất nhiều bạn ở đây có để trạng thái này là left early thì các bạn bị out ra, chắc là do mạng của mình đó. Nhưng các bạn bị out ra, các bạn không trả lời được nè. Như Đăng thì các con thấy là Đăng trả lời đúng được 28 times. Yes. Đăng trả lời đúng được 28 lần nè. Đó, nhưng mà Đăng vẫn là zero gold bởi vì bạn bị cướp mất hết vàng rồi. Ở đây là Khôi nè. Ví dụ như Khôi là Khôi trả lời sai. Khôi thì trả lời đúng được một lần thôi nè. Trả lời được một lần và sau đấy là một lần sai cho nên nó hiện là zero correct.
Còn những bạn còn lại là có vàng là tụi con vẫn chơi được nha. Như vậy là cô thấy các bạn vẫn chơi được rất là ổn đúng không? Uh-huh. Do you guys like the game? Which one you guys like more? The racing or this one? Okay, write in the chat box. Which one you guys like more? This one or the racing? You guys remember the racing? Các bạn còn nhớ cái racing không? Racing là cái các bạn là làm gì ta? Các bạn đua đúng không? Sau đấy thì mình được cho một bạn mình giống như là power up đó. Các bạn nhớ cái power up không? Yeah, you got second place. At first you was the first place, right? You guys want to play it one more time? You guys want to play one more time? Yes. I think you guys want to play. Yes. Yeah, racing. Yeah. Thế thì hôm nay mình racing là hôm trước mình cũng chơi hai lần rồi, đến hôm nay mình chơi cái này hai lần ha. Ok, cho nó đều nhau đúng không? Thì cái này mình cũng chơi hai lần. Hôm sau thì cô lại cho một cái game mode nữa, bởi vì mình có rất là nhiều game mode khác nhau. À, mỗi ngày mình tìm hiểu một cái game mode. Thể loại game khác cũng được. À, nhưng mà ở đây thì cô nghĩ là mình tìm hiểu mỗi ngày một cái game mode đi. Hôm sau thì mình sẽ tìm hiểu thêm một cái game mode nữa nha. Ok, bây giờ vẫn có nhiều bạn không có cơ hội chơi, ví dụ như Thủy nè, Thủy bị out ra nè, à, hay là Nhi trả lời bị sai nè. Thì bây giờ các bạn thử lại một lần nữa. Bây giờ mình biết cách chơi rồi nè. Sau khi mình nghe các bạn share, mình biết cách chơi rồi nè. À, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn chơi lại một lần nữa. Ví dụ như Giang vẫn chưa được chơi đúng không? Yes, you haven't played the game, right? À, như vậy mình chơi lại cái game này để cho các bạn nào mình chưa có cơ hội chơi thì mình chơi. Hôm sau thì các bạn chơi lại một cái game khác. Ừ, cô vẫn mỗi ngày là cho các bạn chơi một lần một cái mode game khác nhau. Thì ở đây mình cũng có vài mode này. How many? Cái này classic là bình thường thôi. Tụi con chỉ trả lời bình thường thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 game modes, right? Hôm nay mình đang chơi cái này là Gold Quest. Okay. Mm-hmm. Now let's try to play the game one more time. À, ở đây 7 phút thì chắc là hơi dài đúng không mọi người? Cô nghĩ là bây giờ mình chơi ít lại một xíu ha. 5 minutes. Maybe 5. Maybe 5 minutes only. Mm. 7 phút thì nó cũng lặp đi lặp lại các câu hỏi nhiều đúng không? Cho nên là bây giờ mình chơi 5 phút thôi ha. The game ends after the set time has passed. Mm. Ở đây hoặc là có một cái nữa là trò chơi sẽ kết thúc nếu mà một bạn đạt được cái mức vàng mà cô đưa ra, nhưng mà cô nghĩ là mình chơi theo time đi để cho nó gây cấn một xíu. À. 5 minutes, okay, 5 minutes, 5 minutes. Okay, các bạn nhớ lần này là mình biết cách làm rồi đúng không? Các bạn bấm vào link nha, nhớ nha. Đây cô vẫn allow late joining nè, cô vẫn allow cho các bạn vào trễ nè. À, nên bạn nào bị out ra tụi con có thể bấm vào cái link lại, nếu mà vẫn đủ chỗ đó thì tụi con mà có thể vào được nha. Okay guys, look, 5 minutes and I will host now. Now guys. Okay, wait. Nó vẫn chưa hiện ra được cái số ở đây đúng không? Nhưng mà có cái link rồi. Ở đây cô có cái link rồi nè. Yes, everybody can play the game. Okay, teacher Quân, of course, you can also play the game. Ở đây nó vẫn chưa có. Các bạn ơi, cô copy lại nha. Now, I will copy. À, con ID sẵn rồi nha mọi người. Ready? 1, 2, 3. Okay. And who needs an ID? Here is an ID for you guys. All you guys can see on the screen. Very fast. Wow. Super fast. Super fast. You guys are very fast. You guys are very fast. You guys know how to do it, right? Good job. Good job, everybody. Let's see. At the first time, Đức Tiến is in, there. He was in the first place, right? Now let's see. Can you keep your top one? Let's see. Okay, Tiến, can you keep your top one? Very fast, guy. 35 players already. Good job. Bạn nào mà không vào được thì các bạn nhớ bấm vào cái link này cho cô. Các bạn bấm vào cái link này và các bạn tự nhập ID nha. Cái link bên dưới nè. Bấm vào cái link này, mình search cái link này ở trên Google cho cô, rồi mình bấm cái ID bằng tay. 837422. Ok. Can you join the game now, Giang? Thành Giang. Have you gone? You haven't joined the game yet? What's wrong today? You just joined last time, right? Lần trước là hôm trước là Giang cũng chơi được mà đúng không? Không biết hôm nay bị gì mà Giang không vào được. Con thử hỏi bố mẹ đổi một cái trình duyệt web khác.
Ví dụ con đang xài Google Chrome hay là con xài GoPro thì con đổi qua một cái khác. Con thử đổi qua một cái trình duyệt khác thử xem. Hoặc là bây giờ Giang lấy điện thoại ra chơi cũng được đó Giang. Play on your phone, play on your phone. You can play on the phone, okay? Con vào điện thoại đấy, con search cho cô cái này. Con bấm cái link này hoặc là con tự search luôn. Con tự search cho cô cái Play Bucket nè. Rồi con bấm ID luôn. Nếu mà máy tính mình không vào được thì Giang vào thử điện thoại nha. À, các bạn nào mà không vào máy tính được thì tụi con vào điện thoại thử nha. Ok. Join with your phone. Mình cầm điện thoại mình chơi. Còn trên màn hình thì mình cứ để cái màn hình này bình thường thôi. Các con cứ vào bằng điện thoại thử nha. Forty seven players already. Wow. Bạn nào mà thấy thắc mắc ở cái phần chọn avatar thì nếu mình không có avatar cũng không sao nha mọi người. À, ví dụ như Xuân Anh nè, nó sẽ có cái color. Nó sẽ có cái color. Okay, wait for your friends. Okay, wait for your friends. You guys are very fast. Good job. You guys are very fast. À, trò này thì wait. Thực ra thì ngoài việc trả lời đúng thì mình còn phải làm gì? Hình như là tụi con phải trả lời đúng tụi con mới được đổi vàng đúng không? Bây giờ là mình đã biết đáp án rồi nè đúng không? Các bạn đã biết đáp án rồi nè. À, hồi nãy mình trả lời là mình đã biết rồi nè, cho nên các bạn cố gắng trả lời nhanh nhanh một xíu để mình cướp vàng, có cơ hội mình cướp vàng. Ở đây các bạn nhớ là sau này thì các bạn đặt tên cho cô, ví dụ đặt tên là họ và tên mình nè, hoặc là Trường Giang, Việt Phương cũng được, à, để cô phân biệt được các bạn nha. Ví dụ như Giang là ở đây trong lớp mình có hai bạn Giang đúng không? 52 players. Ví dụ như mai mốt Ngân nè, cô không biết đây là cùng một nick hay là hai bạn Ngân khác nhau à, cho nên các bạn mai mốt là các bạn đặt cho cô là cái gì để Ngân. Cái gì để Ngân à, con đặt Đấm Phong cũng được, họ và tên cũng được, như Đức Tiến cũng được nè. Good job. Well done, well done. Or maybe your English name, okay. Acceptable, okay. English name, okay. Các bạn đặt tên tiếng Anh của mình cũng được luôn. Ở đây cô thấy là các bạn làm rất là tốt rồi nè. Chỉ có Ngân là cô không biết là Ngân nào. Cô không biết là hai bạn Ngân. Or you can have an English name. Ví dụ như Huy cũng vậy. Huy mai mốt con đặt cái gì đấy Huy cũng được. Cái gì để Huy, tên của con đặt tên của con ra để mình tránh bị nhầm tên lẫn tên với bạn khác. 55 players already. Right now is 8:46. Giang, can you join the game or can you learn the game? Oh yeah yeah, okay, good job. I will wait until 60 players, okay? Cô sẽ đợi đến đúng 60 nha. Lần hai cô thấy các bạn vào rất là dễ đúng không? Các bạn làm được hết rồi nè. Nếu mà bạn nào vẫn gặp trục trặc thì cô nghĩ là chỉ có do mạng của mình thôi. Hoặc là các bạn giống như Giang hồi nãy là không vào máy tính được thì có thể là vào điện thoại cũng được đó mọi người. Các con cứ vào bằng điện thoại nha. Sau này là mình hôm sau mình nhớ nè. Ví dụ máy tính mình vào không được, bấm cái link không được thì tụi con search trên điện thoại cho cô. Lấy cái điện thoại ra mình vào thử. À, các bạn có cho thầy vào cùng chơi không nè? You guys want teacher Quân to join in? Yeah, Giang say yes. Giang nod her head. Yes. 58 players already. Two more guys. Two more. Mai mốt các bạn nhớ đặt tên ra cho cô nha. 60 players already. Oh no, 59 again. Let's wait for one more minute. Two more minutes. Okay, two more. I think it's two more minutes. Okay, cô vừa đếm giờ rồi nha mọi người. 2 phút nữa cô bắt đầu nha. Hình như là 60 players là được rồi nè. Okay, I will start the game now, guys. Oh, we have 61 players. Các bạn chuẩn bị nha. Mình chuẩn bị vào rồi. Việt Phương, which one do you use? Which one do you use? Ở đây, Việt Phương có 2 nick này đúng không? Con dùng nick nào, Phương? Mình chỉ cần xài một nick thôi nha. Con xài một nick là được rồi đó. Phương, which one do you use? Con dùng nick nào, Phương? Which one? Con dùng cái này, con muốn... Vậy cô xóa cái này nha, Phương. Yes. Cô xóa cái này của Phương nha. Nick tìm con gái. Con dùng... Con muốn cô xóa cái nào? Cô xóa cái này nha, cô nghe Phương nói con gà đúng không? Như vậy cô xóa cái này, cô để lại con gà cho Phương nha.
Okay. One more minute, guys. Ah, we have teacher Wong. We have teacher Wong right here. Try to be fast, okay? Try to be fast, guys. Try to steal a lot of gold. Now, 30 more seconds. 30 more seconds, guys. 30 more seconds. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start game, guys. Start the game. Answer the question. Select chest and collect gold. Ha, như vậy là các bạn sẽ được chọn cái rương đúng không? Và được lấy gold từ người khác. Most gold after 5 minutes will win. Như vậy là answer the question. Trả lời câu hỏi nè mọi người. Chọn rương để lấy vàng nè. Rồi có cơ hội được đổi rương nè. Đổi hoặc là cướp nè. Đúng không? Đổi rương với người khác. Đấy, Huy được đầu tiên rồi nè. You have 5 minutes, okay guys? Ở đây là các câu hỏi nó sẽ được lặp lại đúng không? Bởi vì you only have 20 questions. Cho nên là có thể sẽ có những câu mình lặp đi lặp lại đúng không mọi người? Các bạn cố gắng trả lời nha. Để cô xem các bạn ở dưới ha. A lot of you guys have zero gold. Try your best, try your best. Mình cố gắng trả lời đúng nha mọi người. Các con đừng có chọn đại. Tụi mình cố gắng trả lời đúng. Trả lời đúng thì như mới được chọn rương đúng không mọi người? Con cố gắng là mình... There are 10 seconds for each question, right? Ví dụ như Nguyên vừa stole nè. Được stole hoặc là được swap. Đúng không? Được stole hoặc là được swap, được steal hoặc là được swap nè. Khánh Nam, you are in the first place right now. Các bạn càng trả lời được nhiều câu hỏi là càng có nhiều vàng ngỏ ra thì càng có cơ hội cho mình cướp vàng hoặc là mình swap vàng các bạn đúng không? Ví dụ như Tường Vi nè, Tường Vi vừa swap một cái, Tường Vi được first place. You have three, you still have 3 minutes and 30 seconds. Lại coi, bây giờ cô xem thử coi Đức Tiến còn giữ được hạng nhất không nha. Đức Tiến, where are you? You have 50 gold. Try your best, Tiến, try your best, okay? Cô thấy số lượng mà các bạn có zero gold bây giờ đang ít nè, khá là ít rồi nè. Chắc là các bạn chơi game được rồi đúng không? Thủy đã chơi được rồi nè. Ví dụ như Thủy là đã chơi được rồi nè. Teacher Quân just got stole from Zhang. Trường Zhang just stole from you, Quân. Teacher Quân. Oh, sorry, I forgot to turn on the music. Wow, Joe, 1,300 gold. A lot of gold. Wow, Đức Tí, you're in the first place now. Wow. Wow, Minh Quang, you're in the first place now with 6,000. Be careful, someone will steal your gold. Wow, now Khoi has 5,600. Wow, Thủy, you're in the seventh place. Wow, good progress, good progress. Try your best to answer the questions correct, okay, correctly. Nguyên. Is this you, Phúc Nguyên? Is this you? You're in the fourth place, right? Dũng. Hùng Dũng, you're in the third place. Wow, we have a new... Wow, now Ngâm Bang, you're in the first place. Guys, one more minute, everybody. The last minute.
14,000? 19,000! Wow! A lot of gold, guys. Wow, change continuously. 30 more seconds, guys! 30 more seconds! Try your best, try your best! 22, 21. Now, Pue, you're in the fourth place right now. Try your best. 12, 11, 10, 9. 5 more seconds, guys. 5 more seconds. 3, 2, 1. Who is the first place? Who's on the first place? Wow, Ngung is in the first place. Wow, congratulations, guys. Congratulations. Well done. Good job, guys. Good job. À, sao cô không thấy cái nút view report ta? À, here. I can see the button now. Yes, teacher Gung. Yes, what's wrong? Tại sao lúc mà thầy chơi thì các bạn cứ lấy hết vàng của thầy vậy? Can anybody answer his question? Này cô nhớ ai có lấy vàng của teacher Quân, cô quên mất rồi. Này cô có thấy nhiều lắm. Wow, a lot of correct but also a lot of incorrect. Các bạn phải cố gắng mình trả lời đúng thì mình mới được cơ hội để steal vàng đúng không? Good job, Ngân. Ngân là bạn nào đâu? Bạn thử ra in the chat box. Ở đây hồi nãy cô nói Ngân, mà cô cũng không biết là bạn Ngân nào. Can you write in the chat box your name, please, Ngân? Can I talk to you? Yeah, what, it's okay. Nhưng mà Quân là ở trong, còn cô thấy là Quân ở trong top cũng rất là nhiều. Liên tục trong top, hai lần chơi con đều ở trong top. Trong top 4, top 5 rất là nhiều. Cái này là không phải là chỉ là mình cần phải trả lời đúng, mà các bạn biết là mình còn phải mình đây là game mà, game. Cho nên là mình thực ra là mình đâu có thua đâu. Hương Giang bị out. Nếu mà con bị out là do mạng của mình đó. Yeah, good job quê. Ở đây mình được top 10 là rất là nhiều đó. Quân là con hạng nhì đúng rồi, chứ cô thấy Quân là trong top nhiều lắm. Như vậy là còn có cái rương bị trừ tiền nữa đúng không mọi người? Thấy không? Không phải là chỉ trả lời đúng đâu, mà các con phải làm gì? Các con phải lucky nữa. Mình phải may mắn nữa mình mới được được trên top đúng không? Trả lời đúng đâu có nghĩa là tụi con win đâu. Đâu có nghĩa là mình được top one đâu, cho nên thật ra ở đây không ai thua hết á. Mà chỉ là con mình có lucky hay không để mình được top one thôi. Thanh Ngân. Ok, mai mốt Ngân đặt tên cho cô là Thanh Ngân luôn nha, để cô biết tên cô dễ kiếm nha. Can I talk to you? Hello, Ngân. Congratulations. Wow, như là Ngân được hạng nhất nè. Do you like the game? Ngân, hồi lần trước Ngân có chơi cái racing không? Yes. Con thích cái nào hơn? Which one do you like more? Which one? This one or racing? Hôm trước là Ngân có chơi cái racing không? Con có nhớ cái racing là hình như là cô nhớ là mình được đẩy, mình được chọn cái power up đó. Lần trước lớp mình chơi, Ngân có chơi không? Did you play the game? Yes. Con thích cái nào hơn? This one or that one? Con thích cái này hay là cái racing hơn? You like all the games? Con thích tất cả các game luôn đúng không? Okay, yes, thank you, Ngân. Congratulations, well done. You have a lot of gold. Ngân có rất là nhiều vàng đúng không? Cô nhớ là more than 30,000. Cô nhớ là hơn 30,000 vàng luôn. Wow, good job, Ngân. Well done, congratulations. Good job, guys. Đúng rồi. Không sao hết mọi người. Mình hạng 48. Không sao hết nha. Không sao hết. Cái này là do mình may mắn mà, đây là game mà đúng không mọi người? This is a game. It's okay. Các bạn xem thầy Quân nhắn kìa, thầy Quân giỏi mọi người rồi đó. He mad at you guys. He's mad. Bây giờ thì mình cũng không có nhiều thời gian nữa. Bây giờ cô chỉ muốn thử cho mọi người. Bây giờ mình sau khi mình chơi xong thì mình phải học đúng không? Nhưng mà không có nhiều thời gian nữa. Bây giờ mình thử vài câu thôi nha. Cô pick đại một câu nè.
Bây giờ câu này. Ở đây các bạn thấy nè. My father is never angry. My father is never angry. À đâu, bây giờ cô mời thử một bạn nào giải thích cho cô nghe nào, nha. Ok, Phúc Nguyên, yes. My father is never angry. He has a smile on his face. À đúng rồi, my father is never angry là bố như thế nào? Nguyên, bố không bao giờ gì. Never là Nguyên biết mà đúng không? Never là không bao giờ gì Nguyên. Con thưa cô là bố của tôi không bao giờ tức giận ạ. Đúng rồi, à, bố không bao giờ tức giận cho nên là bố always. He always has. Ở đây các bạn thấy cô có trường hợp là always have là chưa chia động từ đúng không? Ở đây là thì hiện tại đơn tụi con phải chia thì have nó phải được chia thành has bởi vì là he mà, chủ ngữ của mình là he mà đúng không? Thì ở đây mình phải dùng always. Còn những cái này thì là mình thấy không đúng nè. My father sometimes has thì ở đây nó bị trái về cái gì? Ở đây nó bị sai cái chữ sometimes. Các con nhìn nha. My father is never angry. Bố của tôi chưa bao giờ tức giận. Đôi khi ông ấy có một nụ cười trên mặt. À, chưa bao giờ tức giận thì làm sao mà đôi khi có mới cười đúng không? Phải là lúc nào cũng cười thì mới là không bao giờ tức giận đúng không mọi người? Cho nên ở đây sometimes là không phù hợp về cái nghĩa nè. Đó, mình cross cái này đi. He always have là chắc chắn cũng không phù hợp bởi vì con chưa chi động từ. He has always thì ở đây là nếu bạn nào mà chưa để cái phần này thì tí nữa bữa hôm sau cô sẽ chỉ cho các bạn là cái adverb of frequency nó sẽ phải đứng trước động từ thường, đứng trước động từ thường. Cho nên đó là lý do vì sao mà các con phải chọn là he always has, vừa đúng về nghĩa nè, mà vừa đúng về vị trí của adverb nè, mà cũng đúng về cái động từ chính là chi thì đúng nè. Thì mình phải chọn cái này cho cô, he always has. Ở đây thì cô chưa có xem thử cái cách mà cô mở cho mọi người xem làm lại thử, nên có gì hôm sau mình sẽ sửa cái phần này nha. Hôm sau thì cô sẽ làm thêm một cái game nữa, chắc là về chủ đề khác đi mọi người. Chắc là ngày hôm sau là cô cho một cái chủ đề random đi. Một cái chủ đề random. Và sau đấy thì cô sẽ sửa cho các bạn những cái bài này. Bởi vì cô thấy các bạn trả lời sai cũng khá là nhiều nè. Cho nên là hôm sau mình sửa bài nha. Thứ hai đó, on Monday. Như vậy thứ hai là tụi mình sẽ sửa bài tập nè. Sửa cái bài mà tụi con làm nè. Và sau đấy thì mình sẽ chơi thêm một cái game nữa. Nhưng mà cô sẽ không nói cho các bạn topic nha. Cô sẽ nghĩ ra một cái topic bất kỳ. Có thể là animals, có thể là job, có thể là weather, có thể là body parts chẳng hạn ha. Rồi sau đấy thì các bạn sẽ chơi thử nha. Mình chơi cho vui nha. Mình sẽ tìm hiểu về một cái game mode khác. Ok. So right now it's 9:02. I think we can stop the game today. I think we can stop our class today. So it's great to see you guys today. I would like to say congratulations again to Zhang and Dang. Well done, you guys. I'm very proud about all of you. I'm really proud of all of you here. Good job. Những bạn nào mình không được giải cũng không sao hết. Ở đây cô thấy bài nào cũng rất là hay. Bài nào các bạn cũng chuẩn bị rất là chu đáo. Well done, everybody. Well done. So now say goodbye to your friends. Okay. Say goodbye to teacher Quan. And then we're gonna stop here. Okay. I'll see you back on Monday. Okay, everybody. Goodbye, guys. Good night. Go to sleep early. Goodbye, teacher. Vi nói là thầy Quân đừng có buồn kìa. Yeah, it's just a game, right, Vi? Just a game. Em cướp bàn của thầy. Đâu, bạn nào cướp bàn của thầy đâu? Goodbye. Yeah, me. Goodbye, everybody. Me, who's me? Your name? Bang. Ngân Bang, right? Ngân Bang. Yes. Ngân Bang, steal your gold. Go. Go. We're gonna play the game on Monday, okay? And about the homework, I will give you guys later. Để cô xem thử coi là cô sẽ cho các bạn bài tập như thế nào nha. Okay? I will send the homework tomorrow. Bye guys. You guys.